chào mừng thêm một bạn thành viên mới vô nè. Rồi, bây giờ trong cái câu từ câu 1 đến câu 3 đó là nó cho một cái biểu đồ. Biểu đồ này về cái báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam 2019. Báo cáo này của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phải không? Đây có tổng cộng 15.497,5 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018, và theo ba con đường: đường hàng không, đường bộ và đường biển. Và số lượng khách quốc tế di chuyển theo mỗi con đường được cho trong biểu đồ sau đây. Thì em thấy trong cái biểu đồ đó là cái màu vàng đó là đi theo đường hàng không, màu đỏ là đi theo con đường bộ, và màu xanh nước biển là đi theo đường biển thôi. Rồi câu hỏi đầu tiên là một cái câu hỏi nhận biết thôi, để chữ thông hiểu thì mình nhận biết thôi. Nhìn vô là thấy là số lượt khách quốc tế đến Việt Nam 2018 theo đường biển chiếm bao nhiêu phần trăm, tức là chiếm số phần trăm là đó. Để câu hỏi giống tiểu học thôi. Thì chỗ này mình chọn đáp án nào em? Còn có 25 người. Đấy này thấy có này, vô thêm người nữa giờ ra nữa. Này là đáp án A, 1A, có bạn chọn 1A rồi, chính xác. Rồi, câu B. Câu B là số phần trăm lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ ít hơn số phần trăm lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không là bao nhiêu? Ít hơn ha, nó không có dùng ít hơn so với mà nó nói chỉ ít hơn. Theo các em là đáp án nào? Bằng đường bộ ít hơn số phần trăm lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường không, đường hàng không đó, là bao nhiêu? Tức là mình sẽ lấy con số ở đường hàng không này mình trừ cho con số ở đường bộ đúng không? 80 nè, 56 rồi đem trừ cho 18,05 không? Chỗ này sáu mươi hai phẩy năm mốt là đáp án B nha. Rồi tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 là nó nói năm 2018 thì có khoảng chấm 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 lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ. Vậy con số ở chỗ chấm 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 này mình điền số nào? À, trả lời được. Chưa thấy đáp án 2B. Rồi Lê Yến Nhi là chọn 2B nhé. Đức Khả là 1A. Rồi còn câu 3 thì sao ạ? Câu 3 mình làm sao với em? Này cái đề trên đây, tổng cộng hết nguyên cái vòng tròn này nó là 15.497,5 đơn vị là nghìn ha, nghìn lượt khách, đơn vị là nghìn. Vậy thì cái này nó sẽ là 15.497.500 lượt khách quốc tế ha. Thì mình lấy con số này mình sẽ nhân đến con số 18,05% đúng không? Nghe ra đáp án nào? Chưa có đáp án. Tức là mình sẽ lấy con số là 15.000 nè. Con số trên đây nha. 497
5 nhân cho 18% không? Em có thể nhân cho 18,05%, em thêm bấm cái phần trăm vô. Hoặc là em sẽ bỏ số phần trăm thì em bấm số số 0 0,1805 vô. Không? Thì nó ra được là 2797. 2797 và đơn vị là nghìn ha. Đơn vị là nghìn lượt. Đáp án B nè. Vậy là mình đã được ba câu, từ câu câu 1 đến câu 3. Các em có nghe tiếng của thầy gõ không các em? Nghe không ạ? Có nghe tiếng của thầy gõ không? Ngọc Hân có nghe không? Có nghe tiếng không? Dạ rõ rồi. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi bây giờ mình tiếp ha. Bây giờ từ câu 4 đến câu 7 nè. Câu 4 với câu 7 là nó cho cái biểu đồ cái nguồn vốn huy động cho các cái đề án xã hội hóa y tế theo báo cáo đến năm 2016 như sau. Số liệu này là của vụ kế hoạch và tài chính của Bộ Y tế ha. Số liệu này là của vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế nè. Thì cái nguồn mà đầu tư từ các nhà đầu tư là 82,8%. Còn cái nguồn mà cán bộ nhân viên bệnh viện góp vốn là 18,8%, 14,8%. Và cái nguồn quỹ phát triển sự nghiệp là 2,4%. Thì bây giờ là câu hỏi đầu tiên là nó hỏi là nguồn vốn huy động cho các đề án xã hội hóa y tế theo báo cáo đến năm 2016 từ cán bộ nhân viên bệnh viện chiếm bao nhiêu phần trăm. Câu hỏi này không phải vận dụng, câu hỏi này nó chỉ là nhận biết thôi, nhìn vô cái hình là biết rồi. Không? Thì câu 4 là em chọn nó phải nào. Đây, rồi. Dễ quá không thành chọn. Đây, chưa có. Câu 4 là đáp án A đúng không? 14,8 con số rất là rõ như này. Của các cái nhân viên bệnh viện chiếm bao nhiêu phần trăm ha. Còn câu 5 là nó nói là nguồn vốn từ quỹ phát triển sự nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn. Nguồn vốn chiếm bao nhiêu phần trăm, cái này câu hỏi này cũng là câu hỏi nhận biết thôi. Từ quỹ phát triển sự nghiệp. Nguồn vốn này là 2,4% phải không? Đáp án B. Câu 5 đáp án B. Thì hai cái câu này là chỉ nhận biết thôi. Cái câu 6. Câu 6 nó nói là nếu nguồn vốn từ các nhà đầu tư là 7 tỷ không? 7 tỷ 452 triệu thì nguồn vốn từ cán bộ bệnh viện nhân viên bệnh viện là bao nhiêu? Cái này bắt buộc cái phải tính toán này. Rồi, chúng ta thử tính thôi à. Em có thấy cái hình không? Thấy rõ cái hình không? Rõ cái hình với câu hỏi không? Vậy câu 6 là mình chọn đáp án nào không? Các em tính toán thử xem. Câu 6 chưa có ai trả lời. Câu 6 mình tính sao em? Mình giả sử cái tổng nguồn vốn của mình là ít nữa không? Giả sử tổng nguồn vốn của mình là ít nè. Tổng nguồn vốn là ít. Đó thì mình lấy ít mà nhân cho cái ít mà nhân cho 82,8% này. Thì nó ra được con số 7 tỷ này nè. Là cái nhà đầu tư đó. Để nó ra 7 tỷ 452. Vậy thì đây mình sẽ suy ra được ít. Và có ít rồi đó thì mình sẽ tính
Mình sẽ lấy cái ít này mình nhân cho 14,8%. Tiếp tục mình tính ít nhân cho 10 14,8% thì nó sẽ ra được cái đáp án là cái số tiền của cái nhà của từ nguồn vốn từ cán bộ nhân viên bệnh viện ha. Chưa có đáp án rồi, cái em làm như 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 thế này của thầy à, thì đáp án của mình là câu D á. Em làm lại theo cái cách của thầy nè, em bấm cái công thức này vô, em bấm shift show ra được ít rồi, cái này em lấy ít em nhân cho cái 14,8% này thì nó ra được cái đáp án này. Còn cái câu số 7 là nó hỏi là nguồn vốn huy động cho các đề án xã hội hóa y tế từ các nhà đầu tư và nhiều hơn từ quỹ phát triển sự nghiệp bao nhiêu phần trăm. Nhiều hơn thôi chứ không có nhiều hơn so với nha. Cái này là nhiều hơn thôi chứ không nhiều hơn so với. Đấy, nếu mà mình tính theo kiểu nhiều hơn so với thì của cái đầu tư này đó là gấp, nó gấp khoảng 40 lần không? Cho nên này mình tính theo kiểu nhiều hơn thôi, tức là lấy cái này trừ cái kia này. Ở đây mình sẽ lấy con số là 82,8% và trừ cho 2,4% thôi. Thì nó ra được cái đáp án là 80,4%. Đáp C, 7C phải không? Tức là mình sẽ lấy con số này nè. 80 82,8. Mình đem trừ cho con số 2,4 này. 2,4 này. Đơn vị là phần trăm ha. Thì nó ra là 40,4% nè. 40,4%. Cái này là đáp án C. À, còn cái câu số số 6 là cái em tự bấm máy ha, thầy hướng dẫn nè. Bấm tới đây nè, mình bấm shift show ra, mình có được ít rồi, có ít rồi mình mới nhân được con số này. Lưu ý là cái nếu mình tính như vậy thì nó ra là nó không phải ra số phẩy không, nó ra 1 tỷ luôn, 1 tỷ 332 triệu đồng. Đấy, thì đây là tới cái câu số 7 ha, câu số 7. Rồi, bây giờ mình sang cái câu từ câu 8 đến câu 10. Ở đây là nó cho cái hình chứ không phải cái này, nó giống như bên địa lý hơn không? Đấy, tức là nó cho là 10 10 cái vườn di sản ASEAN của Việt Nam. Cái vườn di sản ASEAN của Việt Nam nè, ở đây nó có cái hình nè. Rồi sau nó hỏi là hãy cho biết là vườn quốc gia Ba Bể Bắc Cạn được công nhận và vườn là vườn di sản vào năm bao nhiêu. Thì cái thông tin mỗi cái vườn quốc gia này đó thì nó có là gì? Ở đây em thấy là vườn quốc gia Ba Bể Bắc Cạn nè, Ba Bể Bắc Cạn nè. Có sự tích hợp Ba Bể thôi. Thì ở đây là cái vườn này nó được công nhận vào năm 2003 phải không? Công nhận vào năm 2003 nè. Rồi nó cho diện tích nè. Rồi nó cho những cái đặc điểm của cái vườn đó. Thì cái vườn quốc gia Ba Bể này nó được công nhận vào năm 2003. Thì đáp án của mình nó có 2003 nè, 8C nè. Câu 8C. Rồi, bây giờ câu 9. Câu 9 là nó hỏi là em hãy cho biết 4 vườn quốc gia mới được công nhận là vườn di sản 2019 của nước ta thuộc tỉnh nào. Không? Bây giờ mình ghi số tỉnh ra, cái chỗ nào có 2019 mình ghi ra nha. Cái này là 2003, 2003, 2016, 2019 là chỗ này. Đây 2019. Có hai cái liền kề 2019 luôn. Đó, mình ghi tên ra. Đó là gì? Vườn quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh. Đúng chưa? Quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh.
À, mình ghi cái chữ Hà Tĩnh trước đi. Rồi. Cái chỗ này là vườn quốc gia khu bảo tồn Ngọc Linh. À, khu bảo tồn Ngọc Linh. Nó có cái loài sâm Ngọc Linh đó. Đặc hữu không? Thì nó nằm ở tỉnh Kon Tum. Nằm ở tỉnh Kon Tum. À, Kon Tum. Rồi. Là nó có hai cái 2019 rồi phải không? Giờ mình kéo xuống đây thì mình thấy ở đây là vườn quốc gia Bi Đúp núi Bà Lâm Đồng 2019 nè, phải không? Đấy. Thì nó có tỉnh Lâm Đồng. Và cái chỗ này nó có số 2019 nữa nè. Là Lò Gò Sa Mát ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh. À. Vậy thì mình kiếm cái chỗ nào mà nó có bốn tỉnh này. À, Tây Ninh. À. Bây giờ mình coi nè, có Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh không? À, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, cái này không được rồi nè. Cái này không có Tây Ninh. Câu B thì có Tây Ninh nhưng mà không có Kon Tum. Câu C thì Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Kon Tum, đúng rồi nè, câu C nè. Đấy, thì mình chọn đáp án C. Rồi tới câu 10 là nó hỏi là tổng diện tích các vườn quốc gia ASEAN ở phía Bắc nước ta là bao nhiêu ha? Bao nhiêu hecta đó. Thấy không? Thì ở đây mình sẽ coi phía Bắc. Phía Bắc là cái khu vực miền Bắc đó mình đó nè. Miền Bắc không? Nó có bốn cái khu vực nè, bốn cái tỉnh nè. Bắc là nó có ba cái vườn quốc gia thôi phải không? À, thứ nhất là vườn quốc gia Hoàng Liên. Hoàng Liên nè. Rồi thứ hai là Ba Bể nè và thứ ba là Bái Tử Long. Bốn bốn ba cái vườn quốc gia này mình lấy máy tính mình cộng lại. Thì cái vườn quốc gia Hoàng Liên là 28.000 509 ha. Rồi chỗ này là 10.000 048 ha. Dưới đây là 15.000 783. Cộng rồi. Thì nó ra số là 54.340. Không? 54.340. Coi đáp án. Rồi, đáp án là câu B. Là 10 câu ha, 10 câu rồi. Thầy có ghi lại đó, thầy có ghi lại. Không biết thầy ghi lại là các em có xem lại không? Mấy em vắng không biết có xem lại không? À, từ cái câu 10, 10, 11 đến 13 thì theo thống kê GDP của Việt Nam năm 2002 đạt 35,06 tỷ USD và trong đó cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế được cho trong biểu đồ sau đây. Cái này phân theo thành phần kinh tế các em. Phần kinh tế. Thì ở đây nó có ba thành phần kinh tế là kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thì 2002 là nó có cơ cấu như thế này. Và mình nhìn vô thì mình thấy là cái câu 11 nó hỏi là thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm bao nhiêu phần trăm. Cái này nhận biết thôi. Ngoài nhà nước, ngoài nhà nước là màu đỏ. Màu đỏ là 47,9% đó. Chọn ngay đáp án C. Rồi câu 12. Câu 12 là thành phần kinh tế nhà nước nhiều hơn thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bao nhiêu phần trăm. Em lưu ý cái cụm từ nó nhiều hơn thôi chứ nó không nhiều hơn so với ha. Nhiều hơn. Nhiều hơn là mình lấy cái này trừ cái kia thôi. Còn nhiều hơn so với là mình lấy cái này trừ cái kia rồi mình chia cho cái kia nhân cho 100% phần trăm. Thì cái này là
nó thành phần kinh tế nhà nước. Nhà nước là cái màu xanh nước biển này, nhiều hơn thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, số phần trăm là như vậy. Thì mình lấy số phần trăm của thành phần kinh tế nhà nước là 38,4%, và mình đem trừ cho cái tỷ lệ của kinh tế nước ngoài 13,7%, đấy, thì mình ra được cái đáp số là 24,7%, 24,7% đơn vị là phần trăm. Đáp án là câu 12 rồi. Phải không em? Câu 12 tôi tính toán là coi, 38,4 trừ cho 13,7 47 tỷ hả? hỏi kinh tế ngoài Kinh tế, thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước là 30, nhiều hơn thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư nước ngoài là cái màu màu xanh lá cây nữa không? Câu 12 này thấy kinh tế nhà nước, là màu xanh dương, phần màu xanh dương đó, màu xanh dương là 38,4 và trừ đi cho cái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, là 13,7. Yeah. Bấm máy ra là nó 24,7 đúng rồi, 24,7 là đáp án A đúng sao nhỉ? Sao có bạn chọn đáp án B nhỉ? Rồi, câu 12A ha. Rồi giờ mình sang câu 13 nè. Năm 2002 thì GDP Việt Nam tính từ thành phần kinh tế ngoài nhà nước và thành phần kinh tế nước ngoài, nhà nước với nước ngoài ha. Là bao nhiêu GDP, là bao nhiêu, bao nhiêu tiền? Thì cái này tính sao đây các em? Mình lấy con số 35,06 tỷ USD này phải không? 35,06 và mình nhân cho, cái gì đây? Thành phần kinh tế ngoài nhà nước, là là 47,9% thôi. Vậy thì chỗ này mình sẽ nhân cho 47,9% và cộng cho của nước ngoài nữa, tổng hai cái này lại của nước ngoài là 13,7% thôi. Là nó ra là 21 tỷ nè, 597 triệu. Sao mình thấy không thấy con số đó? Con số là chỗ này 21 tỷ 596,9 nè, này chắc làm tròn đó. Không sáu hay không năm, không sáu, 35,06 rồi nhân cho cái này tổng hai thành phần này thì nó ra được đáp án là 21 tỷ ha,
9 triệu. Câu 13. Cái em chọn đáp án nào với em? Chạy đi. Đúng rồi, D ha. Đây là câu 11 đến câu 13. Rồi bây giờ mình sang cái câu tiếp theo. Dựa vào thông tin đây, trả lời câu hỏi từ 14 đến 16 ha. Biểu đồ về số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kỳ từ năm 1980 đến năm 2002. Thì ở đây nó hỏi câu 14 là nó hỏi là số lượng đàn lợn trên thế giới năm 96 là bao nhiêu. 96 là cái cột thứ ba này ha. Số lượng lợn là nó màu màu vàng. Mình thấy con số nó hiện ở trên đây là 923 đó. 923 đơn vị là triệu con không, 923 triệu con. Thì đáp án của mình là câu C. Câu này cũng nhận biết, nhìn vô số liệu mà nhận biết. Câu 14 C. Câu 15 thì nó hỏi là so với năm 92 thì số lượng bò trên thế giới năm 2002 tăng thêm bao nhiêu phần trăm, tức là cái này so với cái kia là tăng thêm bao nhiêu phần trăm đúng không? Thì công thức mình hôm trước là thầy nói cái nhiều hơn so với đó, cái công thức khi mình hỏi nhiều hơn so với đó, thì cái là A là cái nhiều hơn nè, trừ cho cái ít hơn là chia cho cái ít hơn phải không, nhân cho phần trăm đó, đơn vị là phần trăm không? Thì cái câu 15 này mình tính theo công thức này. Cái nhiều hơn là năm 2002 đúng không? Đàn bò phải không? Đàn bò là mình quan sát cái số lượng bò này. Thì mình lưu ý con số này là 1360 nha các em, chứ không phải 80 nha. Tại số 8 nó là viết mớm như thế này. Cái số này là số 6 nè. 1360,5. Và trừ cho năm 92 là 1281. 281,4 rồi chia cho con số này. Cái này mình nhân thêm trăm nữa để mình lấy cái đơn vị phần trăm không? Là nó là 6,17 phần trăm đúng không? Đây hiện 6,17 phần trăm. B đó là câu 15, 15B. Câu 16 là nó hỏi là số lượng đàn lợn trung bình mỗi năm là, thì ở đây nó thống kê trong 4 năm này, vậy thì nó hỏi là số lượng đàn lợn trung bình mỗi năm, thì mình lấy cái số lượng của 4 năm này mình chia cho 4 thôi, 4 năm chia cho 4 thôi. Đây là 778 nè, năm 80 là 778,8, 778,8. Rồi năm 92 là 864 đàn lợn, đàn lợn hay đàn bò thôi, nó hỏi đàn lợn mà. Số lượng đàn lợn trung bình này là 778, 864, 864 phẩy phẩy 7 cộng cho 923, 923 rồi cộng cho 939 thôi, 939,3,5. Giống số 5 rồi chia lại làm 4 rồi. Để ra số này 876 rồi, 8,6 phẩy 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 5. Thì nghĩ chắc cái số này là phẩy 3 không? Phẩy 3 thì nó ra là 8,8 8,7,6 phẩy 45. Đáp án của mình đó là câu câu A.
đàn đàn lợn trung bình ha, chứ không phải đàn bò. Những cái số B này là đàn bò. Đó, vậy thì Ủa, hả? Alo. vô thì cái số lượng mở mình có được hỏi không? Có chứ. Hiển nhiên là cái đề nó không có mờ đâu. Cái đề thì nghĩ là nó sẽ rõ. Và khi mình gặp mờ thì mình có quyền trao đổi với mà giám thị nó ở cái đề này mờ sẽ hỏi lại. Không 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 có gì hết. Không. Hỏi bình thường tại vì cái này nó liên quan đến cái đề mà. Quan đến đề. Đó thì cái đáp án câu 16 của mình là đáp án A ha. Rồi. Vậy thì mình đã được 16 câu. À, còn tiếp theo là 4 câu cuối. 4 câu cuối là cái kết quả điều tra kinh tế của các hộ gia đình của một xã được thể hiện qua biểu đồ sau đây. Thì xã này nó có 30% hộ giàu, 45% là hộ khá và 25% hộ nghèo. Và nó cho biết là hộ nghèo là 75 hộ, vậy là tổng số hộ trong xã là bao nhiêu? À, vậy thì nếu mà mình gọi ít là số hộ trong xã, ít là số hộ trong xã nè, thì hộ nghèo nó sẽ là gì? Số hộ nghèo, số hộ nghèo nó sẽ là ít nhân cho 0,25 ha, hay là nhân cho 25% đó. 0,25 là số hộ nghèo, thấy không? Vậy thì mà cái này nó cho bằng 75 thôi, 75 hộ, vậy bấm ship show ra được, hoặc là mình ít nó sẽ bằng là 75 mà chia lại cho 0,25. Chia 0,25 tức là chia cho 1/4 tức là nhân cho 4 không? 75 nhân 4. Cái này là 300. Án của mình là đáp án C. Thầy sao đổi là thành 0,25 vậy thầy? 0,25 đó chính là 25% đó. Thì mình hiểu 25% nè. Nó chính là 25 chia cho 100 đó. Hiểu không? 25 chia 100 tức là nó là 0,25. Nếu mình ghi để dấu phần trăm thì cái này nó là một thôi, nó chỉ con số tức là mình ghi thay vì mình ghi 0,25 mình ghi là 25% cũng được, phải không? Mình ghi 25% cũng được, em bỏ này em ghi phần trăm cũng được, không có gì hết, em bỏ số 0 phẩy này em ghi phần trăm đấy. Thì bấm máy nó cũng ra thôi đấy. Như đây mình có 75 nè, mình chia cho 25% phải không, thì ra 300 này. Thì nếu mà em chia 25% thì thay vì em chia 25% em chia cho 0,25 cũng được. Thì nó cũng ra 300. Thì mình hiểu 25% có nghĩa là 25 trên 100. 25 chia cho 100. Mình hiểu như thế cũng được. Rồi, bây giờ câu 18 thì nó hỏi là số hộ khá giả nhiều hơn số hộ nghèo là bao nhiêu phần trăm? Nhiều hơn so với ha, có chữ so với nè, lưu ý ha. Nếu mà nó có chữ so với thì mình lấy cái này trừ cái kia, rồi mình lấy cái nhiều trừ cho cái ít, phải không? Rồi chia cho cái ít rồi nhân cái ít hơn đó, rồi chỉ nhân cho 100. Vậy thì ở đây là số hộ khá giả. Số hộ khá giả là sử dụng công thức này nè, cái nhiều trừ cái ít là chia cho cái ít rồi nhân cho 100, đúng không? Thì mình thấy là cái số hộ khá giả là 45% đúng không? Mình lấy cái số 45 thôi. Rồi, trừ cho số hộ nghèo là 25, trừ cho 25. Và chia cho 25 phải không? Rồi, nhân cho 100. Có số 80% không? Đây là 80 nè, đơn vị phần trăm thôi. Wow. Rồi câu 19 thì nó hỏi là tổng số hộ giàu và nghèo của xã đó là giàu là 30 và nghèo là 25, vậy là tổng cộng là 55% đúng không? Giàu là 30%,
nghèo là 25%, vậy thì vừa giàu vừa nghèo là 55%. 55%, 55% này mình mới nhân cho tổng số 300 hộ, phải không? 300 hộ đấy, thì nó ra 165. Như thì tổng số hộ giàu và nghèo của xã đó là 165 hộ, 165. Ok. Và cái câu cuối cùng là số hộ giàu, số hộ giàu ít hơn số hộ nghèo. Số hộ khá chứ. Khá giả là bao nhiêu hộ? Thì đây mình lấy cái số số hộ giàu ha. Lấy cái số hộ khá trừ đi cho số hộ giàu. Số hộ khá là 45% nè. 45% mà nhân cho 300 phải không? Là số hộ khá nè. Rồi trừ đi cho số hộ giàu. Số hộ giàu là 30%. 30% nhân cho 300. Mới ra 45 hộ không? 45 hộ là đáp án Thì trên đây là cái đề buổi thứ bảy nha. Của cái phần ôn đánh giá năng lực về cái phần phân tích số liệu. Mình vừa giải xong ha. Thì hẹn các em là buổi cuối cùng, buổi học thứ 8 tuần sau ha. Rồi chúng ta có câu hỏi gì thêm không ạ?